Chào các bạn, trên tay mình đang là hai sản phẩm Mi 4i và Asus Zenfone 2. Thì mình cùng mở một cái app Facebook và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về một cái tính năng mình thấy là khá là hay trên cái Facebook mới, phiên bản cập nhật mới có các bạn nha. Thì mình sẽ kiểm tra cho các bạn thấy hai cái phiên bản này nó giống nhau, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, ở đây là hiện tại thì mình có hai cái phiên bản Facebook. Phiên bản đều là 104.0.0.17.71. Phiên bản này dành cho Android hết các bạn nha. Rồi, thì mình sẽ cho các bạn thấy là hai phiên bản này nó có cái gì khác biệt với nhau. Rồi các bạn nhìn thật kỹ giúp mình ở trên đây nó có gì khác biệt. Thì đối với trên điện thoại Mi và điện thoại Asus Zenfone này thì trên Mi của Facebook nó sẽ có một cái tính năng. Các bạn để ý là thấy có một cái biểu tượng Play ở đây. Còn hiện tại trên Asus Zenfone 2 thì không có. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua về tính năng này là tính năng gì. Thì bấm vào cái biểu tượng Play này. Rồi. Rồi, ở đây thì hiện tại thì các bạn thấy nó đang hiển thị lên những cái icon biểu tượng của các kênh. Thứ hai là đi ghế chữ lễ trực tiếp ở đây. Đây là các kênh đang trực tiếp. Cái tính năng này hiện tại thì cho phép các bạn là xem các kênh đang livestream ở trên Facebook. Những cái kênh nào đang livestream thì chúng ta có thể là xem. Đây, để chữ trực tiếp là đang livestream các bạn nhé. Rồi, đây là những cái kênh mà đang livestream thì chúng ta có thể là theo dõi các kênh nào hay thì chúng ta có thể là bấm vào chúng ta xem. Ví dụ kênh này. Đây là một cái kênh đang livestream cái game đột kích. Rồi, chúng ta thấy là họ đang livestream và chúng ta có thể theo dõi được. Rồi, phía dưới thì nó sẽ có rất là nhiều cái kênh đang livestream chúng ta để ý đó. Thì đây khá là nhiều, cái cả bóng đá, cả phim truyện. Thì chỉ duy nhất có cái ứng dụng Facebook nào nó có cái biểu tượng là phím play ở đây thì cho phép chúng ta có thể là xem những cái livestream trực tiếp. Đây là gọi là tổng hợp các, nghĩa là những cái kênh mà đang livestream ở trên Facebook luôn. Thì một cái tính năng khá là thú vị ở trên cái phiên bản Facebook mới. Còn cái số telephone này mình để đi, cái bản này cũng giống như cái bản của mình đang sử dụng, nhưng mà hiện tại thì nó lại không có cái tính năng đó các bạn thấy không? Trên đây nó có bốn cái biểu tượng bình thường đây, thông báo, kết bạn, trang thông tin cá nhân, chứ hoàn toàn nó không có cái biểu tượng livestream đó. Thì kiểm tra hai cái phiên bản này luôn cho các bạn thấy một lần nữa. Bước xuống đây. Rồi, thông tin. Hai bản này hoàn toàn như nhau hết các bạn nha. Thì mình cũng đã kiểm tra rồi. Thì đối với những cái điện thoại nào có cái phiên bản Facebook mà được tích hợp sẵn cái tính năng xem livestream trực tiếp bao gồm các kênh luôn thì chúng ta mới có thể là xem được. Còn cái điện thoại, nghĩa là những ứng dụng Facebook nào nó không cung cấp cái tính năng này không có sử dụng được. Vậy thì làm sao chúng ta có thể là sử dụng cái được tính năng này trên cái thiết bị của chúng ta? Thì mình đã thực hiện một cách là mình đã cài một cái chương trình vào trên đây và mình đã export cái phiên bản Facebook của trên điện thoại này ra một cái file tập tin APK cho các bạn có thể là dễ dàng cài đặt. Rồi, mình đã xuất nó ra thành một cái file APK rồi. Thì ở phía dưới cái đường link Facebook này đó, sẽ có một cái đường link cho các bạn là tải cái tập tin APK này về, các bạn cài đặt ở trên máy các bạn luôn. Thì mình sẽ thử dùng cái thiết bị này để cài đặt cái tập tin APK đó, thử xem là ở trên máy này nó có giống như cái thiết bị của mình không. Bây giờ mình gỡ cái đặt phiên bản ứng dụng này đi. Rồi, các bạn gỡ cái đặt. Rồi, ứng dụng Facebook đã mất. Mình sẽ vào để mình tải cái file tập tin này. Thì các bạn nên lưu ý giúp mình đó là khi mà cài đặt cái file tập tin APK này nó không có nằm ở trên cái cửa hàng Cplay. Thì các bạn phải thao tác giúp mình là vào trong mục cài đặt. Thường là những dòng máy nào nó cũng giống như nhau hết. Là trong mục cài đặt rồi các bạn tìm giúp mình tới cái mục có tên là bảo mật. Rồi, điện thoại nào nó cũng gần tương tự bảo mật. Trên đây nó có cái mục là không rõ nguồn gốc đó, thì các bạn bật nó lên giúp mình. Cái nguyên nhân bật cái tính năng này là cho phép các bạn tải những cái tập tin ngoài cửa hàng Cplay, giống như tập tin APK của mình vậy đó. Rồi các bạn bật nó lên, nó chẳng thấy bật. Cài đặt
không bảo mật, không rõ nguồn gốc cái bản bật nó lên cho mình. Rồi, mục đích là mình chỉ để cài những cái tập tin mà ngoài cửa hàng SQLite thôi, thì nó sẽ đơn giản hơn. Rồi, mình vào trong cái quản lý file này, mình tìm đến cái file mà Facebook của mình lúc nãy là mình đã xuất ra cho các bạn thành một cái file APK rồi. Bấm cài đặt. Rồi, bấm cài đặt. Rồi các bạn đợi trong giây lát cái phiên bản này nó sẽ cài đặt cho các bạn. Cái phiên bản này hơn khoảng 60 mb các bạn nha. Rồi khi các bạn cài đặt xong rồi các bạn bấm với mình là mở lên. Rồi, nó hiển thị lên yêu cầu tên tài khoản bây giờ mình đăng nhập vào. Rồi, như vậy là mình đã đăng nhập được cái tài khoản. Mình đã xóa cái ứng dụng Facebook cũ đó đi, rồi sau đó là cài đặt cái tập tin APK mới vào. Thì rồi, mình để các bạn thử xem các bạn nhé. Rồi, ở trên đây nó sẽ có cái đây rồi, nó có cái biểu tượng này rồi, cái biểu tượng là nút xem live stream. Bấm vào. Rồi. Hai máy, hai cái tính năng live stream. Rồi, đây các bạn thấy nha. Đây hiện tại thì hai máy của mình đã có cái phiên bản Facebook giống nhau và cũng có hai tính năng live stream luôn. Rồi, tính năng này cũng khá là hay các bạn nha. Rồi, mình có thể là thấy tất cả những ai mà đang live stream, mình có thể là một cái chọn một cái kênh hay nhất để mình xem với nhau. Thấy là tính năng này khá là thú vị. Các bạn nên lưu ý là tính năng này chỉ có trên một số cái phiên bản Facebook cung cấp cái này thì mới sử dụng được các bạn. Còn nếu mà không có cung cấp á, thì lúc này hiện tại là không có sử dụng được nha. Thì mình đã xuất ra một cái file APK rồi á, mình cung cấp với cái đoạn đường link video clip này thì các bạn có thể là vui lòng mình tải ở phía dưới về để mình cài đặt lên trên máy mình nha. Nhớ là các bạn bật tính năng không rõ nguồn gốc bằng cách là vào trong một cài đặt rồi bảo mật rồi nguồn gốc không xác định là không rõ nguồn gốc bật lên để cài đặt về. Mình sẽ kiểm tra một lần nữa hai cái phiên bản Facebook này cho các bạn thấy. Rồi, mình đã bấm vô xem anh này rồi. Trở về. Rồi, ba gạch. Sau đó vuốt xuống. Thì trên đây cũng vậy luôn. Vuốt xuống. Thông tin. Thông tin. Rồi, đây là hai phiên bản hoàn toàn giống nhau, không khác gì hết. Rồi, hai tính năng livestream lúc nãy thì một máy có một máy không có, mình cài đặt APK lên thì bây giờ hai máy nó có hết luôn. Quá tuyệt cho một cái tính năng mới trên Facebook. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hấp dẫn thì có thể like và subscribe giúp mình. Cảm ơn các bạn theo dõi.